con người cũng thế. Một người có tiền nhiều đi chăng nữa nhưng mà không có danh thì điều đó cũng chỉ được một phần nào đó thôi. Chào quý vị các bạn, em chào anh Minh Dưỡng. Hôm nay là rất là vui tại Đông Anh sẽ có một cơ duyên gặp anh Dưỡng, và anh Dưỡng sẽ chia sẻ về cái ý tưởng rất là mới. Trân trọng kính mời anh. Cơ bản thì mình lại là đang nói dở, thế nhưng mà nhân tiện có quý vị các bạn đây và mọi người ở đây thì cũng là một cái chút chia sẻ của nhân vật Minh Dưỡng. Thực ra mà nói là cái bộ ba huyền thoại này thì năm nay mình đi rất là nhiều lần và đã không đến gần 4 lần. Thực ra là nhà vườn mình rất là nhiều cây, nhưng mà để mà đi triển lãm này như này thì rất là nhiều cây, nhưng mà anh em lại cứ yêu cầu là cứ phải bộ ba huyền thoại thì mới được. Thế ngoài dấu ấn ra là phải bộ ba huyền thoại. Thì Minh Dưỡng cảm thấy là cái đó là cũng là một cái vừa là trách nhiệm nhưng là cũng là vừa là một cái gì đó mà Minh Dưỡng là bảo là nó là cái thương hiệu. Ngoài thương hiệu ra thì nó với yếu tố cây ấy, thì nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn làm cây và để biết cây để nhận diện được thương hiệu, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn thương hiệu. Thì theo mình biết thì cá nhân mình được hiểu như này, một cái cây nó đã nhận diện được thương hiệu rồi, nó có tên tuổi và nó đã coi như là mọi người công chúng đón nhận và ghi nhận, thì mà một cái cây đó nó đạt những yếu tố ngoài những cái đẹp ra, quý ra và cổ kỳ mỹ văn ở trong cây nó có ra, thì nó lên một tầm cao mới là một thương hiệu. Mà thương hiệu ở đây mình nói rất đơn giản là như này, có những cái thương hiệu ấy thì mình phải nói là có những người không phải là người chơi cây ngoại đạo thôi, mà mình đạt được đến tầm mà giả dụ như người ngoại đạo mà người ta nghe đến tên cây là người ta còn chưa biết cây, người ta biết là ông ý có cây này, ông ý có một cây này rất là đẹp và thương hiệu mọi người đều biết. Nhưng mà nhiều người mình đã chứng kiến này hỏi là thì nghe nói thế nhưng mà đã xem lần nào chưa, thì người ta bảo chưa nhưng mà nghe thấy. Đấy cũng là một cái thương hiệu mà đơn giản là không cứ gì ở trong làng cây mà biết, mà để nó phong lan tỏa đến cộng đồng, kể cả người chưa chơi, người đã chơi và người sắp sửa chơi, người ta biết đến. Cái đó là cái nhận diện thương hiệu cực kỳ quý trong cái cảnh. Chính vì thế mà mình phân ra là sau khi mà hai cái thời điểm, một thời điểm là cần đến nuôi trồng và đẹp rồi thì lại cần đến cái nhận diện thương hiệu, và thương hiệu rồi thì mới đạt đến cái đỉnh cao của nghệ thuật cây cảnh. Bởi vì ai cũng thế thôi, con người cũng thế. Một người có tiền nhiều đi chăng nữa nhưng mà không có danh thì điều đó cũng chỉ được một phần nào đó thôi, nếu không được cả. Thế thì ở đây thì nhận diện thương hiệu là một cái mà anh em phải hết sức chú ý trong khi chơi cây cảnh, vì Minh Dưỡng cảm thụ được cái điều đó cho trong cây, trong những cái cây nổi tiếng, trong những cái cây mà mình đã từng sở hữu và mình cũng tự làm để cho mọi người biết và nhận diện được cái thương hiệu của cây. Chính vì điều đó là cái nhận diện thương hiệu của cây là một cái tối quan trọng khi đạt đến cái trình độ chơi cây về lâu về dài và đẳng cấp của cây. Thế thì nhận diện thương hiệu này thì chắc chắn là để mà đạt được như thế, tiêu chí như thế, thì ngoài cái cần và đủ là đẹp ra thì nó phải dần dần trao dồi và dần dần để cho công chúng biết được, cũng như là đi những cái triển lãm này, song song đó thì mọi người sẽ hiểu và cảm thụ, cảm nhận được và nhận diện được cái cây ý là cây quý, và từ quý nó lên thương hiệu. Và lên thương hiệu thì chắc chắn là ngoài cái tiếng thơm và tiếng mình được chủ sở hữu, thì nó còn có cái giá trị về tinh thần, giá trị về tiền bạc, kinh tế ở trong đó. Thế thì là nếu như cây mà không thực sự đẹp, mà đã đẹp rồi mà không làm được thương hiệu, thì vẫn là có một cái gì đó vẫn là chưa đạt được cái tầm chơi của cái cảnh nghệ thuật. Mà cây cảnh nghệ thuật không có nghĩa là mình chơi cho mình,
và chơi cho cả cộng đồng, cả mọi người. Và anh đạt đến ngưỡng như thế này, anh đạt đến ngưỡng là người ta không cần nhìn thấy cây, người ta vẫn nghe và nhớ trong tư tưởng đầu của người ta là có cái cây ấy trên thị trường. Đấy là một cái mà bất kể ai, kể cả mà nhất là thời đại 4.0 này nhá, là cái nhận diện thương hiệu là cái quan trọng nhất mà cũng dễ, nếu biết thì cũng dễ làm nhất. Thì cái ý là cái mà người chơi, người thường lãm và để làm kinh tế, kể cả kinh doanh thương hiệu cũng là một cái mà mọi người phải chú tâm đến và mọi người phải hiểu được bản chất chơi cây là như thế nào. Chơi cây là để được mọi mặt về kinh tế và đam mê cũng như về cái danh tiếng. Thế thì nên nói là cây này nếu anh biết chơi mà chơi chuẩn nó rất khó đấy nhá. Nhưng mà nếu chơi chuẩn thì nó hơn rất nhiều những cái món đồ chơi khác. Nên mình lấy ví dụ như là chơi xe ô tô này, chơi đồ điện này, điện tử này, có những cái môn chơi chơi cá này rất nhiều tiền, nó không ngang, nó chơi ngang với cả xe với cả cây đấy. Thế nhưng mà để mà nó có hậu nhất thì tôi thấy là chơi cây nếu chuẩn nó vẫn là có hậu nhất, vừa được tiếng vừa được miếng. Thì hỏi rằng là anh em cây chơi cây mà không chơi thì chơi cái gì, mà nó có tính nhân văn, mà tất cả những người chơi cây mình được tìm hiểu mình biết là tất cả những người chơi cây đều là những người mà điềm đạm và rất cởi mở và hòa đồng. Mà chơi cây đặc biệt là cái là nó có tính nhân văn, là nó dễ gần với nhau. Ở đâu mình có thể biết nhau một lần và gần gũi nhau, nó hòa đồng, nó không bao giờ mang cái tính coi như là phân biệt là giai cấp, phân biệt cao thấp. Mà mình đến đây vì đầu tiên là làm được niềm đam mê, sau đến là niềm vui chung, và đam mê từ cái vui mà mình được tiền thì chắc chẳng có gì bằng chơi cây. Theo quan điểm của mình, cá nhân mình nghĩ là như vậy. Thì hy vọng là mọi người thông qua đây, mọi người mình chia sẻ, nếu có gì không nên không phải thì cũng có thể là mọi người góp ý thêm. Nhưng mà hy vọng mọi người về cá nhân Minh Dưỡng đã từng chơi và đã từng bỏ rất nhiều tiền ra chơi và cảm nhận, cảm thụ được những cái cây là nó như thế, và ý tưởng cây của Minh Dưỡng để làm được cây và đạt được những hiệu quả là nó phải được đạt được những cái yếu tố mà Minh Dưỡng vừa nói với quý vị các bạn. Xin chào, mong quý vị các bạn yêu cây và đam mê cây và thành công trong cây cảnh cũng như là hạnh phúc trong gia đình. Vâng, quan sát tất cả thì cảm nhận được như thế này là nhận diện thương hiệu các công ty và các doanh nghiệp lớn trên Việt Nam và các công ty trên thế giới thì cũng là đều quan trọng cái việc mà nhận diện thương hiệu, nó là một cái tối quan trọng. Thì cái đấy nó đẩy cái những cái sản phẩm thương hiệu là những cái mà cảm nhận của tất cả mọi người về một cái sản phẩm nào đấy của một cái doanh nghiệp, của một công ty hoặc một cá nhân nào đấy, nó rất là riêng của mình. Thế thì là anh Minh Dưỡng thì lần đầu tiên là anh chia sẻ một cái ý tưởng rất là táo bạo về làng cây, thì đây là một cái điều mà rất là tuyệt vời, và mong sao tất cả cũng chia sẻ cho quý cộng đồng biết được cái ý tưởng của anh Dưỡng, và cái việc này thực hiện chắc là trong năm 2024 anh nhỉ. Đúng rồi. Thực ra mà nói là tôi thì Minh Dưỡng thì biết nào chia sẻ với quý vị các bạn như vậy. Thế nhưng mà để mà đáp ứng được cái tiêu chí xây dựng thương hiệu thì các quý vị các bạn phải làm từ từ, cũng làm dần dần. Và đảm bảo để làm được cái thì đầu tiên là mình phải có cái cần và đủ, là cái đẹp được mọi người công nhận, ít nhất được mọi người công nhận, công chúng đón nhận và ủng hộ. Từ đó mình mới lên thương hiệu cũng mới được. Chứ có những cái mà có những người mà mình không hiểu mình cây mình đứng ở đâu ấy, mà vô vập bảo làm thương hiệu, mà làm thương hiệu nó không đúng quy trình, nó không đúng cái tiêu chí ấy, thì nó lại đôi phản ngược lại đấy. Thế nên là anh em hết sức chú ý và nhìn ở cây tầm nào thì mình làm ở trong cái tầm đó. Thì để làm sao để đơn giản hóa nhận diện thương hiệu, mọi người biết đến, công chúng hiểu và công chúng đam mê, và ít nhất là người ta chưa chơi nhưng người ta đã biết là cái cây đó nó đẹp thì người ta sẽ tìm hiểu là nó đẹp như cái gì, đẹp như thế nào. Dần dần thì nó sẽ càng phát tán đi cho những cái tốt đẹp của cái cây cảnh cũng như cái tác phẩm ấy đi. Thì hy vọng là mọi người chú ý một chút, là nhất là những người nào có cây đẹp, những nhà vườn nào có những cây mà có tiềm năng thì hãy trao chút. Và
để có một cái thương hiệu thì đây cũng là giả dụ như triển lãm Đông Anh này cũng là một cái sân chơi để cho mọi người đến và chiêm ngưỡng và cũng như là phô diễn, mang đến đây để cho mọi người nhận diện được thực tế, tay sờ mắt thấy, tai nghe, và được truyền thông họ coi như là quay để cho mình xem và cảm thụ được những cái tác phẩm ý, nó đẹp, nó đúng, nó và nó dần dần nó sẽ nếu thực sự nó đẹp nó sẽ lên được thương hiệu. Nhưng trước khi nó đẹp mà mình phải biết cách để cho nó lên thương hiệu là cái do những người chủ nhân phải lưu tâm, phải không? Chứ không nhiều khi ông đẹp nhưng ông lại không biết là để nó đẹp ở chỗ nào, không biết chỉ cho nó đẹp chỗ nào, không biết nó giá trị như thế nào thì làm sao người ta biết được. Thế nên là kiểu người ta thường bảo là làm cái gì muốn đẹp thì phải thi, và đây cũng là một cái cuộc thi nhỏ nhỏ trong tiềm năng trong tâm thức của những người chơi cây. Thì phải đến đây và biết mình đang đứng ở chỗ nào và mình đẹp chỗ nào cũng là một cái sau này để mình không đẹp chỗ nào thì mình về điều chỉnh thêm và ngày một tốt hơn trong một tác phẩm. Vâng. Ok. Rất cảm ơn anh. Trong sân chơi cộng đồng thì sẽ có rất nhiều những cái ánh mắt khác nhau. Mỗi người có một cái tư duy, một cái nhìn nhận thì họ sẽ cảm nhận và họ chỉ ra những cái điểm mạnh, điểm yếu, đúng không anh? Đúng rồi. Thế thì đây là một cái mà mình biết điểm mạnh của mình khi mình đến đây và điểm yếu của mình ở đâu. Chính vì thế nên là mọi người nếu được những cái cuộc triển lãm như này là cuộc triển lãm chất lọc, đương nhiên là hoàn hảo thì chưa thể hoàn hảo được, nhưng mà chất lọc để mình nhìn ra những cái mình cần làm và những cái mình phát huy và những cái thiếu sót để mình khắc phục về sau. Đấy là một cái chơi cây, mà chơi cây tôi đã nói và thường nói là dễ thì là rất dễ nhưng mà cực kỳ khó, rất khó với cái nghệ thuật và muốn hình muốn vẽ nghệ thuật mà thế nên là anh em đã yêu cây và nhất là đặc biệt là đam mê cây rồi ấy, thì nó sẽ hút. Khi mà đạt đến cái trình độ là đầu tiên là yêu cây này, xong thích đầu tiên thích cây này, yêu cây này, xong đến đam mê cây này, nhưng mà đam mê cây chưa đủ, phải hiểu cây, hiểu bản chất, và ngoài ra nó còn mình phải biết cái bản chất cây cảnh nó như thế nào thì mình đi theo cái hướng nào của mình thì mình mới thành công được thôi. Còn cứ thích theo cảm tính để mua mà chưa có nền tảng kiến thức ấy thì là cái rất là nguy hiểm nhất trong cây cảnh. Vâng. Thay mặt anh em ban truyền thông anh em rất cảm ơn anh nhé. Xin cảm ơn mọi người nhé. Vâng. Rồi, cảm ơn anh em đã chia sẻ cho Minh Dưỡng được thể hiện được nói lời những cái tâm tình mà Minh Dưỡng từ đấy lòng đã biết và làm được. Em cũng theo dõi anh lâu nhưng mà em cũng là một người chơi và yêu cây. Em học anh từ cái này. Làm chân. Đấy là một cái tiểu tiết thôi. Như là cái chân thô ấy. Mình khi mình xem được xem anh thì anh có giải thích là hạn chế đục, và sau này từ về thời gian thì thứ nhất là nó bó chất ăn, nó không gọi cái chất ăn không lên nhiều ấy anh, thì sẽ cái mai nó dễ nó sẽ chùn lại. Đơn giản là như này thôi, về cảm quan mọi người rất là đơn giản và biết là như này. Đối với một cây này, ví dụ như cây này đây, một cây nó đã là thân chính ở đây, ở đây là rễ. Nếu như mình không khề khống đây thì về nguyên lý tự nhiên của cây nó sẽ ăn từ đây nó lên ăn tắt mà, thì cái rễ này sớm muộn cũng sẽ bị béo và nó sẽ hạn chế ăn ở đây. Thế nhưng mà bây giờ mình biết được cái điều đó, mình khống chế vùng, mình khống chế dễ đi. Thế khống chế thì rất là nhiều cách, thì buộc nó phải tìm cơ chế nó sẽ ăn từ đây lên. Và đây càng ngày càng già ra và trùn ra, nó sẽ không bị béo, mà mình thường hay gọi là bị béo bệ. Thế là cái này là mình đã phát hiện sớm và mình đã làm kịp thời. Vâng. Để đạt được, để cây nó càng ngày càng đủ và càng ngày nó càng đồng hóa và nó già cái bệ và nó đạt được cái tỷ lệ này càng lâu càng tốt. Cây hôm qua mình rất là hôm qua hình thái của anh Dưỡng quá tuyệt vời. Nói chung là những lời chia sẻ của anh rất là sâu sắc, đặc biệt là những người chúng ta cùng là xem 2024 nhà vườn Minh Dưỡng sẽ quan điểm của mình là hãy cho đi, làm ý tưởng mới, biết gì mình cho đi, không phải mình cho tiền như chia sẻ vừa rồi của anh.
biết những cái mình đã trải nghiệm và mong muốn mọi người vào cây là mới đâu đó. Được dưới cái cây đánh giá rất cao. Anh để đây mà. Cổ ngay cái đấy là giá trị lớn. Một chân phong với hay là cái cây kia làm nhìn đi. Nhìn thì nó có độ ấy, nhưng mà nếu mà cái giới chơi của cổ thì thấy cái này nó là lúc thì nó cũng cổ, mà lối làm cũng là lối đương đại. Đúng rồi, nó vẫn là lối đương đại, nhưng mà nó giữ được cái nét giữ cổ của cái thân cây. Đấy, hai cây nguyên này tặng Vân rồi, đương đại. Không, bóng thì toàn bộ đương đại hết rồi, nó có đương đại bóng đương đại. Còn cây gốc không còn ông nào làm được bây giờ. Gốc cổ cổ ở đây được như ông ở đây bóng cổ đây trong này cây sẽ đẹp hơn, nó chỉ bị nhìn trông thoáng thoáng hơn là cái trên cổ nó dương là cổ không một tận nó chỉ ra một da và đường thân quá tuyệt vời, da nó nhăn nheo chun chảy, có những cái lưu từ bên trong lưu ra, đấy là những lưu rất là quý, hiện 5 tháng. Đây là hình thành lưu của bẻ. Lưu bẻ thân lắc rất là dẻo. Đây là chung chặt. Nhìn nó rất là đẹp.